Minasan, konnichiwa, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nhật ngữ Hoa Sen. Hôm nay cô sẽ cùng với các bạn tiếp tục học một ngữ pháp mới trong kiến thức N5 nhé. Hey! Bài hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về khoảng thời gian trong tiếng Nhật. Ví dụ như là một ngày, một tháng, một năm. Cô có mốc thời gian là 6 giờ, khoảng thời gian là 6 tiếng. Hay, mốc thời gian 6 giờ chúng ta sẽ nói là rokuji, còn 6 tiếng sẽ là rokuji cả. Mainichi rokuji ni okimasu. Mỗi ngày tôi dậy lúc 6 giờ. Mainichi rokuji kan nemasu. Có nghĩa là mỗi ngày tôi ngủ 6 tiếng. Ngày 1 là chuitachi, còn một ngày là ichi nichi. Tôi sẽ đến Nhật vào ngày 1 tháng 7. Chúng ta nói là shichigatsu chuitachi ni nihon e ikimasu. Vậy khi nói tôi đã đến Nhật được một ngày, chúng ta sẽ nói là nihon e ni ichi nichi. Kimasta. Tháng 2 là nigatsu, còn 2 tháng sẽ là nikagetsu. Tôi học tiếng Nhật từ tháng 2, chúng ta nói là nigatsu kara nihongo o naraimashita. Còn tôi học tiếng Nhật được 2 tháng rồi, thì chúng ta sẽ nói là nikagetsu nihongo o naraimashita. Cho cô đã sử dụng những cái từ vựng khoảng thời gian trong một câu hoàn chỉnh như thế này. Vậy thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để sử dụng khoảng thời gian trong câu nhé. Đây cô có câu tôi đã học tiếng Nhật 2 tháng. Ngày trước chúng ta học nè, tôi đã học tiếng Nhật thôi á. Chúng ta nói tôi đã học tiếng Nhật thôi thì chúng ta sẽ nói là Nihongo o benkyou shimashita. Vậy khi chúng ta muốn nói cụ thể hơn là tôi học tiếng Nhật được 2 tháng rồi. Này, 2 tháng sẽ là nikagetsu. Vậy thì cô sẽ nói là nikagetsu Nihongo o benkyou shimashita. Hoặc cô cũng có thể nói là Nihongo o nikagetsu benkyou shimashita. Cô có câu tuần trước tôi đã nghỉ làm 2 ngày. Tuần trước tôi đã nghỉ làm là senshiu kaisa o yasumimashita. Vậy thì tuần trước tôi đã nghỉ làm 2 ngày. 2 ngày là futsuka. Cô sẽ nói là senshiu futsuka kaisa o yasumimashita. Hoặc cô cũng có thể nói là senshiu kaisa o futsuka yasumimashita. Các bạn có thể thấy rằng là những lượng thời lượng cô có thể đặt ở mọi vị trí ở trong câu trừ cuối câu. Cô có thể đặt ở mọi vị trí trong câu, đầu câu cũng được hoặc là ở giữa câu cũng được, chỉ là đừng đặt ở cuối câu. Và sau khoảng thời gian không thêm trợ từ ní, trừ mẫu câu tần suất thôi. Khi mà chúng ta nói là tôi sẽ ở Nhật 3 năm, chúng ta xác định là chúng ta khoảng thời gian chúng ta là 3 năm chính xác luôn, thì chúng ta nói là Nihon ni sanen ima. Tôi ở Nhật 3 năm. Vậy khi nói tôi sẽ ở Nhật khoảng 3 năm, chúng ta không xác định được cụ thể là 3 năm hay là 3 năm lẻ mấy tháng hay là 3 năm rưỡi, thì chúng ta có thể nói là Nihon ni sanen gurai ima. Tôi sẽ ở Nhật khoảng 3 năm. Chúng ta thêm chữ gurai vào phía sau thời lượng nhé. Ví dụ như là tháng trước tôi đi du lịch khoảng một tuần. Một tuần là isshukan. Vậy thì khoảng một tuần sẽ là isshukan gurai. Câu đầy đủ sẽ là sengetsu isshukan gurai ryoko o shimashita. Tiếp theo, tôi mỗi ngày học tiếng Nhật khoảng 3 tiếng. 3 tiếng là sanjikan. Khoảng 3 tiếng sẽ là sanjikan gurai. Mainichi sanjikan gurai nihongo o benkyou shimasu. Mỗi ngày tôi học tiếng Nhật khoảng 3 tiếng. Có thể là tôi học 3 tiếng rưỡi, 3 tiếng 20 phút gì đó chẳng hạn. Tôi không xác định được cụ thể là 3 tiếng hay không, thì cô nói là khoảng 3 tiếng thôi. Thì là thêm gurai vào phía sau 3 tiếng nhé. Sanjikan gurai. Vậy thì khi mà chúng ta muốn hỏi là mấy giây, mấy phút, mấy tiếng, mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng hay là mấy năm, thì chúng ta có những cái nghi vấn từ để hỏi như sau. Bài trước chúng ta đã tìm hiểu rồi đúng không nào? Và chúng ta muốn hỏi là bao lâu? Nói chung chung là bao lâu? Thì chúng ta sẽ hỏi là dono gurai. Vị trí của nghi vấn từ thì trong câu cũng tương tự như là lượng từ. Tức là có thể để ở đầu câu cũng được mà ở giữa câu cũng được, chỉ là đừng để ở cuối câu nhé.
Hay bạn sẽ ở Nhật mấy năm? Thì cô sẽ hỏi là Nihon ni nanen imasu ka? Hay nghi vấn từ mấy năm sẽ là nanen. Hay tôi sẽ ở Nhật khoảng 3 năm thì mình sẽ trả lời là Nihon ni sanen gurai imasu. Hay hàng ngày bạn học tiếng Nhật mấy tiếng? Mấy tiếng sẽ là nan jikan. Hay mainichi nan jikan Nihongo o benkyou shimasu ka? À, tôi học khoảng 2 tiếng thì mình sẽ trả lời là Nijikan gurai benkyou shimasu. Tôi sẽ học khoảng 2 tiếng. Hay, khi mà chúng ta muốn hỏi chung chung là khoảng bao lâu thì chúng ta sẽ hỏi là dono gurai. Bạn sẽ ở Nhật khoảng bao lâu? À, chúng ta hỏi là dono gurai Nihon ni imasu ka? Nè, tôi sẽ ở Nhật khoảng 3 năm. Chúng ta nói là Nihon ni sanen gurai imasu. Bạn học tiếng Nhật bao lâu rồi? Hay, dono gurai Nihongo o benkyou shimashita ka? À, tôi đã học khoảng 5 tháng. Này, 5 tháng là gokagetsu gurai benkyou shimashita. Tôi đã học được khoảng 5 tháng. Hay, chúng ta có động từ mất hay là tốn bao lâu thì chúng ta có động từ là kakarimasu. Vậy thì khi muốn hỏi là mất khoảng bao lâu, tốn khoảng bao lâu thì chúng ta sẽ nói là dono gurai kakarimasu ka? Này, cô có câu là từ Việt Nam đến Nhật Bản đi bằng máy bay thì mất bao lâu? Cô sẽ nói là Betonamu kara Nihon made hikoki de dono gurai kakarimasu ka? Hay, kakarimasu là mất hay mất khoảng bao lâu? Hay, mất 5 tiếng thì chúng ta sẽ trả lời là gojikan kakarimasu. Hay. Rồi, tương tự, từ nhà đến trường đi bộ thì mất bao lâu? Chúng ta cũng sẽ hỏi là uchi kara gakko made aruite dono gurai kakarimasu ka? Hay, mất 20 phút. 20 phút là ni giúp bưng đúng không nào? Chỉ mất 20 phút chúng ta sẽ nói là ni giúp bưng kakarimasu. Hay, các bạn đã nắm được bài hôm nay chưa nào? Bài của cô đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Chào, また今度お願いします. Arigatou gozaimashita.